Chào cả nhà trở lại. Khi xây nhà nên nghe theo thầy phong thủy hay nghe kiến trúc sư? Còn xem bạn đủ phước duyên hay không? Nếu đủ phước duyên thì không cần nghe ai, bạn vẫn có thể có căn nhà an ổn. Nên nói người phước ở đất phước người phước ở. Cái phước này do chính vận mệnh và sự tạo tác trước kia của bạn. Khải Toàn đã làm việc với rất nhiều vị kiến trúc sư, chưa từng làm ai phật lòng. Vì chúng ta đến đây cùng chung một công việc giúp gia chủ có ngôi nhà an ổn. Khải Toàn khuyến nghị và lời chân thiện, xin cả nhà quán xét từ tâm thành về việc này. Khi xây cất nhà, chỉ nên nghe theo kiến trúc sư 2 phần, nghe thầy phong thủy cũng 2 phần, 6 phần còn lại do chính bạn tự quyết định. Một kiến trúc sư giỏi, họ thiết kế công năng hài hòa, tiện ích thông minh. Nhưng người ở và thói quen sinh hoạt là chủ nhà, kiến trúc sư không có thần thông biết được sở thích thói quen của bạn. Người thầy phong thủy tốt, có tâm lành, họ khuyến nghị từ trường phù hợp với ngôi nhà, giúp ngôi nhà sinh vượng khí. Nhưng họ không có nhiều kinh nghiệm về kiến trúc và họ cũng không phải những người sống trong căn nhà với những tiện ích và sở thích ấy. Dù họ thấy được vận khí từ sinh thần bát tự của bạn. Vì thế đừng nhầm lẫn vai trò của phong thủy hay kiến trúc sư, ví như mỗi ngón tay có công năng khác nhau. Nên nói, nghe theo thầy phong thủy 2 phần, nghe kiến trúc sư 2 phần, 6 phần còn lại do chính bạn tự quyết định. Nếu bạn luôn bàn ra những công năng của kiến trúc sư khuyến nghị, thật khó có một căn nhà như ý. Nếu bạn bàn ra về công năng của phong thủy, bạn là người khó hòa hợp với tự nhiên, khó hòa hợp với môi trường sống, có thể cả hàng xóm. Đáng ngại nhất, nếu bạn bàn ra quá nhiều vấn đề, không thiện chí tiếp thu, thì không ai và cả thần cũng không thể giúp được bạn. Vậy nên xem lại, bạn muốn gì ở ngôi nhà của mình? Gia chủ muốn gì khi xây nhà? Bạn có thể không mời thầy phong thủy. Nếu vận khí của bạn đủ tốt, vẫn có nhiều cơ hội có căn nhà an ổn. Có thể cho qua vấn đề phong thủy. Mặt khác, khi bạn chưa đủ niềm tin và phước duyên, phong thủy học không có tác dụng với bạn. Khi bạn đang phân vân, xây nhà nên nghe theo thầy phong thủy hay kiến trúc sư, hãy tìm và trao đổi thực tế với họ. Nếu chưa trao đổi chi tiết, lại tìm nghe anh 7, chị 8 góp ý những người không có chuyên môn. Bạn không nên tìm thầy phong thủy hay kiến trúc sư, khi ấy sẽ làm khó họ. Gia chủ muốn gì khi xây nhà, tức đã có diện tích đất, hướng nhà, tiện ích theo yêu cầu của gia đình. Nhà bao nhiêu tầng, bao nhiêu phòng, ngân sách xây nhà ra sao? Bạn đã có sẵn tất cả hạng mục ấy, bạn đang trong quá trình tham vấn. Bạn không biết sắp xếp phòng ốc ra sao nhìn cho ưng ý, cho ngôi nhà có phong thủy tốt nhất. Vì thế muốn tìm đến thầy phong thủy và kiến trúc sư để tham vấn, mong họ giúp tổng hợp và giải trình để tìm ra phương án cuối cùng. Kiến trúc sư có khả năng sắp xếp vị trí công năng hợp lý. Thầy phong thủy có khả năng khuyến nghị vị trí phòng từ kiến trúc sư, từ tiện ích bạn mong muốn làm sao cho sinh vượng khí ngôi nhà. Bạn có thể bỏ qua mời thầy phong thủy nếu bạn thấy vận khí của mình tốt. Nhưng không nên bỏ qua mời kiến trúc sư, vì họ là những người giúp cho bạn có không gian sống tốt hơn, thông minh hơn. Tóm lại, bạn muốn gì khi xây nhà và mở lòng gặp những người có chuyên môn. Bàn về công năng phong thủy trong nhà ở, Khải Toàn xin gớm gọn phong thủy mệnh lý và địa lý. Nhà cửa đất đai gọi là phong thủy địa lý, cũng chia ra hai phần, hình và khí. Phần hình hợp với mắt, thẩm mỹ, phần này cần đến kiến trúc sư, những vị kiến trúc sư thiết kế hài hòa. Về phong thủy lý khí, luận thời gian tốt xấu một mảnh đất, luận từ trường tốt xấu của tám hướng và chung cung trong ngôi nhà, cũng như sinh thần bát tự của bạn. Vì sao mệnh của bạn có tài khố, vì sao có tình cảm tốt đẹp? Phong thủy nhà cửa phải kết hợp với mệnh lý, tức sinh thần bát tự những người sống trong nhà, vì không phải mảnh đất nào cũng hợp với tất cả. Đây là Khải Toàn chỉ bàn về phong thủy học, chưa nói những vấn đề tâm linh của mảnh đất. Về lý khí, ví dụ trong vận chính, cũ tử đương lệnh, kết hợp quẻ huyền không phi tinh vận chính, nhà sẽ thêm sinh khí, đón tài lộc tinh vui.
Trong bài xây nhà nên nghe theo thầy phong thủy hay kiến trúc sư, các bạn chưa hiểu hay chưa có niềm tin, có thể không cần mời thầy phong thủy nhưng nhất định phải tìm vị kiến trúc sư giỏi. Vì những người ấy đã bao gồm một phần phong thủy tốt về phong thủy hình thể. Phong thủy đơn giản chỉ là một phương tiện, không thay đổi được nhân quả, vì phong thủy chịu ảnh hưởng bởi từ trường và đặc biệt chịu ảnh hưởng bởi vận khí của thế giới, của quốc gia và những người sống trong nhà. Mệnh của bạn có tài phú hay không thấy được trong sinh thần bát tự. Mục đích cuối cùng của phong thủy là giúp con người và môi trường hài hòa. Vị thầy phong thủy giỏi giúp thêm sinh thần bát tự của bạn, của gia chủ hài hòa với ngôi nhà. Nhà chuẩn bị xây có thể khuyến nghị phương vị tốt từ mảnh đất dành cho các phòng quan trọng như phòng ngủ, két sắt, bếp, đọc sách, phòng khách. Mặt khác, bài trí tranh ảnh vật dụng theo công năng, theo sở thích của gia chủ hợp với từ trường ngôi nhà. Một người thầy phong thủy thiện lành sẽ kết hợp phong thủy mảnh đất và ngày sinh của gia chủ, kết hợp những công năng tiện ích mong muốn của gia chủ, kết hợp bản thiết kế của kiến trúc sư sao cho hài hòa cân đối nhất. Vì vậy, khi xây nhà, gia chủ nên quyết định 6 phần, 4 phần còn lại nên nghe theo tham vấn của kiến trúc sư hoặc thầy phong thủy. Bàn về kiến trúc sư và phong thủy. Kiến trúc sư trong mệnh thường có sao hoa cái, hàm trì, băng xương và cả cô thần quả tú, là những mật mã tài hoa sáng dạ. Người không có những mật mã tài hoa này khó thành công trong lĩnh vực này. Kiến trúc sư là những người dành nhiều năm học và hành, dành nhiều chất xám cho một dự án dù nhà lớn hay nhà bé. Thiếu trí tuệ của họ, một ngôi nhà khó được sự hoàn mỹ. Kiến trúc sư giỏi, họ ghi nhận yêu cầu từ bạn, thiết kế ra công năng tiện ích sao cho tốt nhất về cả không gian lẫn thẩm mỹ. Khải Toàn đã làm việc với rất nhiều người, khi một gia chủ không hài lòng với bạn A, đổi sang bạn B ra thiết kế hoàn toàn thông minh dù với diện tích và những tiện ích cũ. Ngày nay rất nhiều vị kiến trúc sư học thêm cả phong thủy hình thể để áp dụng vào công việc. Người kiến trúc sư phản biện phong thủy là người khó hòa nhập, có thể tự giảm lòng tin của mình với gia chủ. Vì sao? Hôm trước, Khải Toàn xem cho một công ty, anh gia chủ thân quen chuyển địa điểm công ty, có cùng trao đổi với một anh kiến trúc sư tên Kha. Anh Kha nói một câu: em không biết phong thủy, nhưng em thuận theo một phần của gia chủ để gia tăng niềm tin của họ. Đây quả là một vị có trí tuệ và khiêm nhường. Khải Toàn đã tiếp xúc với nhiều người kiến trúc sư, học ở họ những điều hay. Chưa từng làm phiền lòng ai, chỉ duy nhất một lần nọ. Một cô gia chủ ở Phú Quốc mời Khải Toàn cùng gặp anh kiến trúc sư tên Thuận trao đổi bản vẽ nhà. Anh có phần hơi gay gắt về phương hướng giường ngủ, cho rằng hướng Bắc không hợp lý như hướng Đông. Khải Toàn thưa: chúng ta đến đây để làm hài lòng cô T, làm cho căn nhà hoàn mỹ nhất có thể. Theo lý thì anh đúng, theo sự thì chưa. Vì anh không hiểu ngày giờ sinh của cô, anh không tận mắt vào phòng ngủ cũ, không hiểu thói quen cũ. Khải Toàn để giường hướng này là thuận theo hướng đầu giường cũ của cô hay nằm, vì cô khó ngủ. Tuy về lý thuyết không đúng lắm, nhưng hoàn cảnh rất phù hợp. Sau buổi trò chuyện, anh kiến trúc sư vui vẻ kết bạn. Vì vậy, người kiến trúc sư giỏi, giỏi thế nào về chuyên môn vẫn bị những hạn chế nhất định về phong thủy, cũng như sinh thần bát tự của gia chủ. Người kiến trúc sư có tâm lành, có lòng học hỏi, sẽ không gặp phải những người thầy phong thủy làm khó hay gia chủ làm khó, vì từ trường tương ưng sẽ gặp nhau. Vài lối cơ bản cho kiến trúc sư khi thiết kế phong thủy trong nhà. Kiến trúc hay phong thủy cùng chung một mục đích là cân bằng hài hòa, thẩm mỹ, mang lại tiện ích tốt nhất cho gia chủ. Mỗi mảnh đất có diện tích từ trường phương hướng khác nhau. Giả dụ nhà hướng Tây cần thiết kế để tránh nắng hại. Trong phong thủy hình thể, tức phong thủy loan đầu, những gì nghe được, thấy được, ngửi được đều có thể là sát. Có những điều cơ bản một người kiến trúc sư cần nắm bắt. Giả dụ Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi ô uế. Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, cho người nam đứng đầu công ty.
hoặc là trung cung, tức khu vực giữa nhà, không nên có bếp nấu, không nên có nhà cầu, bồn vệ sinh. Nhà chia thành 9 ô, ở giữa là trung cung. Bếp, giường ngủ, bàn thờ là những phương vị quan trọng, phía tầng trên không nên có bồn cầu đè lên. Loan đầu là hình thể, lý khí là tính về thời gian tốt xấu của một mảnh đất. Tuy nhiên, ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí, vì hình sinh ra khí. Một người kiến trúc sư giỏi, không chỉ giỏi về chuyên môn, họ còn khéo giao tiếp, chuyển hóa mọi ý kiến của khách hàng thành hiện thực. Những ý kiến không thực tế hay quá bài bổng, họ sẽ giải đáp rõ ràng, vì đa phần người làm kiến trúc sư có mật mã tài hoa và thông minh. Trừ những người đang trong giai đoạn có vận khí kém, có chấp ngã lớn. Người phước ở đất phước, có phải vậy không? Khi chuẩn bị xây nhà, nên nghe theo thầy phong thủy hay nghe kiến trúc sư. Bạn đủ duyên lành, gặp được một người kiến trúc sư giỏi, có am hiểu cơ bản về phong thủy hình thể. Khi ấy, bạn không tìm được thầy phong thủy hợp tâm, vẫn có thể tiến hành xây cất nhà. Nếu gặp được vị thầy phong thủy lành, hướng dẫn cho bạn ngay từ giai đoạn đầu, quả là may mắn lớn. Để gặp được kiến trúc sư giỏi và thầy phong thủy lành thật không khó, nếu bạn đang còn phước, nếu bản thân đang vượng khí, vì từ trường cùng tần số sẽ tương ưng với nhau. Ngược lại, khi vận khí kém, thầy lành bạn tốt thường khó gặp. Vận khí suy thì sống ở đâu, sống nơi nào cũng gặp hàng xóm khó chịu, ngôi nhà nào cũng là ngôi nhà hung. Vận khí tốt, sống ở đâu cũng là mảnh đất lành, hàng xóm ôn hòa, từ trường mảnh đất an yên. Phước của một người ví như quả cam chín ngọt. Có quả sẽ có nhân, từ nhân rồi lại thành quả, không có nhân sẽ không có quả và ngược lại, cứ như thế luân hồi. Phước của một người được tích tụ qua bao đời, được tích tụ trong quá khứ. Ví như công việc tiền bạc hiện tại không đến từ nhân hôm qua, đến từ nhân rất xa trước đó. Muốn được phước, phải biết bồi phước và dưỡng phước. Hạ công phu tu sửa ba nghiệp thân miệng ý. Đủ công phu, tâm thiện tướng chuyển. Nhìn ai cũng là Phật Bồ Tát, sống mảnh đất nào cũng là mảnh đất phước. Đúng với câu người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Hãy tự mình chuyển hóa chính mình thành người phước. Phương tiện là nghe giảng kinh, công phu là thực hành lời trong kinh. Trong 3 năm sẽ thành tựu viên mãn. Cả toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà tâm thân an lạc.